Hello mấy chị. Hello chị Nguyễn Thảo nha. Hello, hello mấy chị, hôm nay em lên lụa nha mấy chị nha. Rồi vào xem like mấy chị ơi, lụa là một tuần chỉ lên có một ngày thôi, cho nên là mấy chị nào mà từ đầu tuần tới giờ mà hóng đồ lụa thì hôm nay mấy chị xem like với em chọn đồ nha mấy chị nha. Hôm nay có nhiều mẫu á, mà em lên cho mấy chị là hàng cao cấp mà số lượng chỉ có một hoặc hai bộ thôi, em sẽ lên giá sale cho mấy chị luôn. Cho nên là mấy chị vào xem like, mấy chị cho em xin một nút chia sẻ nha. Vào xem like cho em xin một nút chia sẻ đi mấy chị ơi, thả tim thả like tương tác bài giùm em với. Đồ lụa nha mấy chị đẹp, đồ lụa đùi có, tay ngắn có, tay dài có, nhưng mà mùa này thì là tay dài á, không có về hàng nhiều mấy chị, ưu tiên cho là những cái mã đùi với lại những cái mã đồ tay ngắn quần dài đó. Chị nào xem like thích nhu cầu thích cái sản phẩm nào thì mấy chị cứ comment cái diễm lên cho mấy chị lựa nha. Rồi thả tim thả like tương tác bài giùm em. Cũng như mọi lần thì là cái like đồ lụa thường là ở trên like sẽ bán cho mấy chị cái giá sale lấy tương tác, nó sẽ rẻ hơn so với cái giá mà em đang bán trên bay đó. Cho nên là mấy chị xem like, mấy chị có thả tim thả like, mấy chị có chia sẻ bài, nói chung là có tương tác với em thì em sẽ ưu tiên ở trên like bán cho mấy chị cái giá tốt ha. Rồi cái bộ như em đang mặc nha mấy chị, bộ như em đang mặc cái mã đùi tay ngắn quần đùi free size cho mấy chị dưới 60 kg mặc vừa đó. Đùi thì em sẽ bán cho mấy chị đồng giá là 350.000 một bộ. Ngày hôm nay mình mua hai bộ là được miễn ship nha mấy chị nha, 350.000 một bộ đùi dài thì em sẽ sale cho mấy chị đồng giá là 380. Đồng thời mấy chị mua hai bộ là bên em sẽ miễn ship cho mấy chị luôn. Rồi mấy chị đang xem like nè, mấy chị vui lòng cho em xin một nút chia sẻ, mấy chị thả tim thả like tương tác bài giùm em. Cái mẫu đầu tiên như em đang mặc là cái mã đùi 350.000, chế nào thích thì comment giùm em bộ mẫu mặc kèm theo số ký. Quên, cái này khỏi cần kèm theo số ký nha mấy chị, cái này free size đó. Chị nào thích cái bộ như em đang mặc thì mấy chị comment giùm em bộ mẫu mặc kèm theo số điện thoại bên em chốt đơn ha mấy chị ha. Rồi mấy chị nào mà muốn mua đồ dài đồ ngắn gì á, mấy chị cứ comment cái gì em lên mẫu cho mấy chị lựa nha. Đây lên cho mấy chị một cái mẫu mới nữa nè, một mẫu mới vừa về luôn, bao đẹp bao xinh. Đồ dài thì trên line bán cho mấy chị giá sale 380.000, mặc dù cái giá của nó là giá 470 mấy chị, mà trên line bán lấy tương tác lấy cái lượt share bán cho mấy chị 380. Chế nào thích cái bộ này lên liền giùm em cái mã này N74 giùm em nha mấy chị nha. N74 tay ngắn quần dài em sale cho mấy chị còn 380.000 mẫu mới. Hello chị Nguyễn Nhung, chế nào thích cái bộ này, cái này mặc sau cái này mặc trước, lên liền giùm em mã này N74 kèm theo số điện thoại bên em chốt đơn. Size M free size dưới 62 kg mặc vừa, chốt liền giùm em mã này N74 kèm theo số điện thoại là có đơn nha mấy chị nha. Đưa chị cái viết lông cứ đi. N74 kèm theo số điện thoại là bên em chốt đơn. Thả tim thả like share live stream mấy chị ơi. Mấy chế nào muốn xem mẫu đùi mẫu dài gì á, mấy chị cứ comment. Hôm nay có một số hàng cao cấp em sẽ lên giá sale cho mấy chị luôn. Dạ có nha chị, có quần dài. Bộ em mặc có quần dài luôn, quần dài thì em sẽ sale cho mấy chị 380. Chế nào thích quần dài thì lên giùm em mã này N55 giùm em.
bộ em mặc là đùi. Chị nào thích bộ như em đang mặc thì lên giùm em bộ mẫu mặc. Còn chị nào thích bộ dài thì lên giùm em mã này N55. Cái này free size cho mấy chị dưới 62kg mặc vừa luôn. Free size dưới 62kg mặc vừa. Sale cho mấy chị 380. Đó, mấy cái giá trên line là lúc nào cũng bán cho mấy chị giá tốt. Chế nào thích nhanh tay chốt đơn, lên liền giùm em mã này N55. Quần dài sale 380, quần đùi sale 350. Đây mã dài N55 lên mã liền giùm em nha mấy chị nha. N55 là giống như cái bộ em đang mặc mà là đồ dài. Còn mà bộ mẫu mặc là quần đùi. Dạ không chị ơi, đối với những cái mã đồ lụa thì là cái quần không có túi nha chị nha. Đồ lụa thì quần không có túi. Hôm nay có một số mã hàng cao cấp em sẽ lên cho mấy chị giá sale 380 luôn. Mấy cái mã hàng cao cấp này á, thì mấy chị nào mà số ký mà cỡ 63, 64 ký á, từ 63 đến 65 ký mà cao 500 mấy nha mấy chị ơi, chỉ có một bộ thôi nha. Từ 63 đến 65 ký mà cao trên 1m6 là sẽ mặc vừa đối với hàng cao cấp này. 500 mấy một bộ mà trên like ngày hôm nay em bán cho mấy chị một vài mã em sale cho 380 luôn. Đó, chế nào thích nhanh tay chốt đơn. Cái bộ này lên liền giùm em N26. Mấy cái bộ này thì chị nào 63, 64, 65 ký cao từ 1m6 là vừa luôn nha mấy chị nha. Chị nào lấy bộ này lên liền giùm em N26 lụa xước, có một bộ một thôi. Đó, sale cho mấy chị 380 luôn, giá của nó là 530 mấy chế. Bộ này. Bộ này 530, còn bộ em sale cho mấy chị 380. N26. N26 cho chị Ngọc Hà ơi, chứ em L. N là đùng ngắn. Chốt N55 thì kỳ diễn. Rồi lên giùm em mã này. Đây, cái này cũng hàng cao cấp luôn, vải lụa xước. Có một bộ sale cho mấy chị 380 luôn. 63 đến 65 kg mặc vừa luôn, nhưng mà phải cao từ mét 6 giùm em. Có một bộ một em sale cho mấy chị 380. Chế nào thích chốt liền giùm em mã này N4 giùm em nha mấy chị nha. N4 cũng có một bộ. Đó, hàng của McQueen 510 sale cho mấy chị 380, chốt liền giùm em N4. Thả tim thả like tương tác bài giùm em đi mấy chị. Thả tim thả like tương tác bài giùm em cho em xin một nút xe mấy chị ơi. Rồi qua xe kẻ cho mấy chị một cái mã đùi nha. Mã đùi thì ngày hôm nay em sale cho mấy chị 350. Đây cái mẫu này sang quá nè mấy chế. Cái mã đùi này sang quá nè. Tay ngắn quần đùi. Mã đùi này thì free size cho mấy chị dưới 60kg mặc vừa. Đây cái họa tiết nền trắng, đi cho mấy chị cái sọc đen. Sang cho mấy chị. Nền trắng đi cho mấy chị sọc đen. Free size cho mấy chị dưới 60kg mặc vừa. Sale cho mấy chế 350.000. Chế nào thích cái mã đùi này chốt liền giùm em cái mã này A36 giùm em nha mấy chị nha. A36 chỉ có 3 bộ thôi, không có nhiều. Dưới 60 kg mặc vừa, sale cho mấy chị 350.000. Chốt liền giùm em mã này A36. Chỉ có 3 bộ thôi, không có nhiều nha mấy chế. Hôm nay mấy chị mua 2 bộ là bên em miễn ship nha. Đồ sale mà mấy chị mua 2 bộ được miễn ship. Cho nên là mấy chị xem like, mấy chị chưa chia sẻ bài, mấy chị cho em xin một nút chia sẻ liền nha mấy chị nha. Chế nào chưa chia sẻ bài cho em xin liền một nút chia sẻ. Hôm nay em có được cái đùi cổ tim này em ơi. Rồi đây, cái này sang nữa nè mấy chị. Cái này nó là chất lụa gấm. Cái màu đi cho mấy chị cái màu kem là xuất sắc chưa. Lụa gấm màu kem. Cái này đi cho mấy chị cái tay viền ren. Cái chân cái quần á cũng có viền ren luôn. Cái tay áo cũng viền ren. Cái quần cũng có viền ren luôn. 450.000. Trên like em sale cho mấy chị còn 380.000. Cái này form gọn, free size cho mấy chị dưới 60kg mặc vừa. Chế nào thích cái mã dài này lên liền giùm em N15. N15 có 3-4 bộ thôi, không có nhiều. Vải lụa gấm.
free size dưới 60kg mặt vừa, trên này sale cho mấy chị 380. Chế nào thích chốt liền giùm em mã này N15. Chị nào thích bộ em mặc thì cứ lên giùm em bộ mẫu mặc cho mấy chị nha. Bộ mẫu mặc sale cho mấy chị 350. Bộ mẫu mặc cho mấy chị Phương Phương Phạm. Rồi đây cái mã này hàng cao cấp nữa nè mấy chị. Mấy cái hàng cao cấp thì form to thoải mái, cho nên là mấy chị nào mà số ký mà từ 63 đến 65kg thì cứ vô tư chốt nha mấy chị nha. Rồi lên giùm em mã dài này N53 giùm em. N53 hàng cao cấp 520.000, nhưng mà còn một bộ em sale cho mấy chị 380. Chế nào thích bộ này chốt liền giùm em N53, có một bộ duy nhất thôi. Đó, 63 đến 65kg mặt vừa mà với điều kiện là phải cao trên 1m6. Chốt liền giùm em N53, có một bộ duy nhất, sale cho mấy chị 380, N53. Rồi, lên tiếp giùm em mã tiếp theo. Thả tim thả like mấy chị ơi. Thả tim thả like cho em xin một nút chia sẻ đi mấy chị đẹp ơi. Đây, mẫu này lên cho mấy chị gấu dâu. Nền kem lên cho mấy chị gấu dâu hồng, dễ thương cho mấy chị. Quá xá dễ thương luôn. Mẫu này là mẫu mới nha mấy chị nha. Cái này về mấy đợt rồi đó mấy chị. Mấy lần trước em lên là hết trơn rồi, mới về thêm cho mấy chị. Đó, chế nào mà chưa chốt được cái mẫu gấu dâu này lên liền giùm em mã này N35 giùm em. N35 450.000, trên line sale cho mấy chị 380. Chỉ có vài bộ thôi, không có nhiều. Tại vì cái hình gấu dâu này cái hình đang hot, số lượng về không có nhiều. Cái này em về là đợt thứ 3 rồi mấy chị. Mấy lần trước là về làm lên line là mấy chị chốt là không đủ luôn. Hôm nay mới về thêm. Chế nào thích chốt liền giùm em N35 450, sale cho mấy chị còn 380. Chốt liền giùm em N35. Chị nào muốn xem mẫu dài, mẫu ngắn hay là mẫu nào mấy chị cứ comment ha. Hoặc là muốn mua cho số ký lớn hay số ký nhỏ gì mấy chị cứ comment. Có gì em kiếm mẫu lên cho mấy chị lựa nha. Đây, cái mẫu này hàng cao cấp nữa nè mấy chị. Cái mã này hàng cao cấp có một bộ một thôi, 510. Còn một bộ em sale cho mấy chị 380. Hàng cao cấp của hiệu CLC nè mấy chị. Đây, hàng cao cấp của CLC, free size dưới 63kg mặt vừa, có một bộ một thôi, sale cho mấy chị 380. Chế nào thích chốt liền giùm em mã này N7 giùm em nha mấy chị nha. Đẹp chưa? Quá xá sang. Chế nào mà 64, 65kg cao từ 1m6 là mặt vừa luôn, có một bộ duy nhất. Chốt liền giùm em N7 mấy chị ơi. Thả tim thả like đi mấy chị ơi. Thả tim thả like tương tác bài giùm em. Cho em xin một nút chia sẻ mấy chị. Rồi cho mấy chị xem một cái mã này đẹp nữa nè. Họa tiết beo. Mã này họa tiết beo chỉ có 2 bộ thôi, không có nhiều. Tay ngắn quần dài. Không chị ơi, hôm nay em lên lụa. Ngày nào mấy chị thấy em mặc lụa là biết cái like đám lên đồ lụa. Lên giùm em cái mã này N4 giùm em nha mấy chị. Beo sang quá nè mấy chị. Cái này có kèm cho mình cái đồ bịt mắt khi ngủ. Beo, lâu lâu mới có cái họa tiết beo. Lên bao sang nha mấy chị nha. Nguyên một bộ beo lên bao sang luôn. Cái này cái tay áo có phối ren, cái quần có phối ren luôn. Free size cho mấy chị dưới 60kg mặc vừa, 450.000, trên line bán cho mấy chị sale 380. Chế nào thích cái mã này chốt liền giùm em mã này N4 giùm em nha mấy chị nha. N4 chỉ có 2 bộ thôi, không có nhiều, vải lụa mịn. Free size dưới 62kg mặt vừa, 380.000. Đùi gắm hả? Dạ có, để em kiếm. Chị này sao vậy ta?
đùi gắm phải không? Để em coi coi có đùi gắm không. Đây có cái mã này, đùi gắm nè mấy chị. Ủa chị Mỹ Vân, sao đơn hàng của chị hồi lúc sao có giao, không có giao hàng được, hay là điện thoại chốt gì không nghe máy mà thấy bị gắn cảnh báo vậy ta? Còn CNC chị, em còn một số mã của CNC em sale 380. Rồi đây cái này lụa gắm này, chế nào hỏi em mã đùi. Cái mã này là mã đùi gắm nè. Rồi, lên giùm em cái mã này A53 giùm em nha mấy chị nha. A53. Cái bộ đùi này thì free size dưới 60kg mặt vừa. Cái nền này nó là nền màu kem. Mấy cái bộ mà cái tông màu kem, màu trắng mấy chị lên nguyên một bộ rất là sang luôn nha. Chế nào thích cái mã đùi này chốt liền giùm em mã này A53. Đùi ngày hôm nay em sale cho mấy chị 350. Đó, lên liền giùm em mã này A53. À chị Mỹ Vân ơi, hồi lúc có một đơn hàng của mình đó là bên em á chế đặt nhưng mà có một bộ á gọi chốt đơn, chị không có chịu, chị sợ tốn ship cho nên là bị báo xả đơn, cho nên là hôm nay nếu như mà chị chốt đồ á thì chị chuyển khoản cọc trước giùm em ha, chuyển khoản cọc trước giùm em mà bên em gửi hàng cho chị nha chị Mỹ Vân, có ok không chế? Nhận đồ bộ rồi shop ơi. Dạ cảm ơn chị Bích Như Đào Thị. Mấy chị ơi, đối với những cái đơn hàng á mà ví dụ giống như mà ở trên live á là thường là em lên cho mấy chị là cái giá lúc nào cũng là cái giá em bán cho mấy chị, cái giá sale tốt để lấy tương tác hết trơn á. Cho nên là nếu như mà mấy chị chỉ chọn được một bộ là do nhiều khi mấy chị không có chịu coi để mấy chị chọn thêm, chứ không phải là bên em không có lên nhiều mẫu đó. Cho nên là nếu như mà mấy chị có chọn một bộ mà mình mua được cái giá sale rồi á thì mấy chị á nếu như mà mình sợ tốn ship thì cái bộ đồ đó bên em sẽ ok giữ hàng cho mấy chị, nhưng với điều kiện là mấy chị chuyển khoản giùm em cái bộ cái sản phẩm đó thì bên em sẽ giữ hàng. Dạ tại vì có nhiều khi là có những cái sản phẩm bên em giữ hàng cho khách nhưng mà không cọc, không chuyển khoản trước thì nhiều khi đến đơn sau mấy chị lại không có nhớ để mấy chị chọn thêm là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nhiều khi là có cái vấn đề của cái đơn sau, nhiều khi mấy chị chọn những cái sản phẩm khác nữa, cái mấy chị thay đổi ý định cái những cái bộ trước cái mấy chị xả ra của em đó, bị nhiều trường hợp.